nhiên cảnh. Thiên nhiên cảnh hả? Trời ơi, chú Tư. Ê, cái quán này có đẹp quá trời chú Tư ơi. Nè. Trời ơi, cái cảnh trời này đẹp quá trời vậy ta. Đẹp ha. Quán đẹp mà. Trời ơi, giờ thấy đơn giản mà lên cái cảnh trời đẹp quá mày. Cảnh này nè, đẹp nè. Dạ. Nói chuyện vậy vô không? Vô.